Sao Hàn nói dài, nói dài, thành ra nói dại. Lee Seung Gi, Song Joong Ki thi nhau tự hủy. Tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy trọn đời. Tôi thề sẽ dành cả cuộc đời của mình cho cô ấy. Đôi khi làm chồng, làm cha đồng nghĩa với việc dần mất đi công việc. Tao nói xà lơ, đừng có nói xà lơ mày vun. Song Joong Ki. Kể từ khi thông báo kết hôn và có con, là bỗng dưng danh tiếng tốt đẹp của Song Joong Ki gần như tiêu hao hết sạch. Đầu tiên là chuyện anh kết hôn quá nhanh, lại còn có con trước khi cưới. Tiếp đó là tin đồn chỉ vài tháng sau khi ly hôn Song Hye Kyo, anh đã dục dịch quen cô vợ hiện tại. Những lúc như thế này thường cần phải im lặng để công chúng ít bắt bẻ, thì Song Joong Ki lại không nha. Anh càng nói nhiều về vợ con, còn nói những lời nhạy cảm nữa nên càng khiến công chúng ác cảm. Tôi thề sẽ dành cả cuộc đời của mình cho cô ấy. Lời nói như ngôn tình thế này rất phù hợp cho thông báo kết hôn. Như ngày xưa Song Joong Ki cũng từng thề thốt trong đám cưới đầu tiên rồi, kết quả đường ai nấy đi đó thôi, nên netizen cảm thấy mỉa mai nhiều hơn là mơ mộng. Tôi muốn hoàn thành lịch trình can thật nhanh để về với vợ. Câu nói này đã khiến anh bị dân tình chỉ trích là làm màu, lại còn không tôn trọng đoàn phim và cả ban tổ chức. Chưa hết đâu nha, trong một bài phỏng vấn khác, Song Joong Ki lại nối dài chuỗi phát ngôn đi vào lòng đất. Đôi khi làm chồng, làm cha đồng nghĩa với việc dần mất đi công việc. Làm bố, sinh con và kết hôn dường như khiến tôi ngày càng ít việc làm hơn. Làng giải trí đã có bao nam diễn viên lập gia đình, có con nhưng vẫn ngày càng phất hơn. Song Joong Ki trong khoảng thời gian vừa qua cũng vẫn quay phim, dự sự kiện đấy thôi, lần này thì anh tự hủy thật rồi. Lee Seung Gi. Ngay khi thông báo kết hôn với Lee Da-in, một nữ diễn viên có gia cảnh đầy thị phi, Lee Seung Gi đã phải chịu bao chỉ trích. Mặc kệ những lời phản đối đó, Lee Seung Gi vẫn tổ chức đám cưới linh đình, còn viết tâm thư với lời lẽ khá nhạy cảm. Vợ tôi đâu có được chọn cha mẹ khi sinh ra, làm sao tôi có thể chia tay cô ấy chỉ vì cha mẹ vợ vô tình phạm tội. Những lời này đã khiến Lee Seung Gi rơi rớt một số lượng không ít fan. Vì hầu hết đều cho rằng, vì sao Lee Da-in có thể sống sung sướng, khoe giàu với số tiền không rõ nguồn gốc mà cha mẹ kiếm được, đến khi bị nói thì lại dãy lên bảo không được chọn cha mẹ. Có lẽ cảm giác chưa chọc giận công chúng đủ, gần đây đi sâu, Lee Seung Gi lại tiếp tục thể hiện tình yêu với vợ. Tôi an lòng ngay khoảnh khắc quyết định ở bên cô ấy. Cô ấy là người tôi yêu say đắm, không nói thì có lẽ người ta quên mất rồi. Nhưng cứ dăm hôm Lee Seung Gi phải nhắc lại một lần, bảo sao mà anh ngày càng bị chỉ trích nặng hơn. Gu Hae-sun. Gu Hae-sun chính là minh chứng hùng hồn cho câu càng nói càng sai. Thời điểm chuẩn bị ly hôn An Chae-hyun, mỗi ngày Gu Hae-sun đều tố chồng sai trái với mình, nào là thay lòng, phản bội, chê vợ, gọi điện cho người phụ nữ khác. Nàng cỏ còn kể ra từng chi tiết nhỏ như chuyện nuôi mèo, đổ rác để nhằm biến An Chae-hyun thành người chồng tệ hại. Ban đầu, công chúng đều chĩa mũi dùi về phía An Chae-hyun, anh bị quay lưng hoàn toàn. Thế nhưng vì Gu Hae-sun càng ngày càng nói lắm, càng ngày càng nói suông, nên thiện cảm công chúng dành cho cô cũng bị mài mòn dần. Đỉnh điểm là khi An Chae-hyun tung hàng loạt tin nhắn giữa cả hai, lúc này người ta mới thấy nữ diễn viên bịa chuyện như thần, đổi trắng thay đen rất nhiều chuyện. Gu Hae-sun ngoài phản bác ra thì chẳng đưa được một bằng chứng nào, cô đã hoàn toàn quay vào ô mất sạch uy tín, chẳng còn được ai tin tưởng nữa. Giờ thì An Chae-hyun đã được minh oan và dần quay lại với công việc. Nhìn vào ba tấm gương này, chúng ta có thể thấy rõ cách ứng xử quan trọng ra sao. Chính sự xử lý kém tinh tế của ba người này đã đẩy họ vào vòng xoáy bị ghét. Nếu họ bớt nói đi thì sự việc đã không tệ đến thế. Hy vọng những nghệ sĩ khác sẽ nhìn vào ba tấm gương này mà rút kinh nghiệm nhé.